Chung cỡ này là chừng nào mới vô tới đông ta? Tại vì không thể nào chen bên đó được. Cái đường bên đó là cái đường của người ta đi ra. Cái xe đầu là được vô ngon lành. Trên đường sắp tới núi Cậu rồi. Lên tới núi Cậu rồi. Đem đeo cho nha.
tới núi cậu rồi nha mọi người ơi. Không khí Tết vùng quê em nha. Quay cho mọi người xem nha. Em đã tới núi cậu rồi nha cả nhà. Thank you.